Rồi, tiếp tục ngày hôm nay. Nằm nhà buồn quá, nhà có gì bán đó nha cô chú anh chị. Rồi, dép đâu rồi? Nhà anh còn cái cumin trắng. Bà con mình ai có cần sử dụng tắp lộ, vỏ composite, vỏ cano rồi á, bà con mình liên hệ ha. Nãy có gì bán đó nha bà con. Nhà còn một cái cục phát điện 2 pha 20 kPa 1500 tua. Hiện tại con này bây giờ ông ba em đang kêu bán cho cô chú anh chị nào sử dụng về phát điện, cho những anh thợ về đấu cho khách. Con này tình trạng đang chuẩn nhất, đang VIP nhất, đang đỉnh nhất, giá 13 triệu. Cục phát 20 nha cô chú anh chị, 1500 tua, 20 kPa. Còn chất lắm, rất là chất luôn cô chú anh chị, chất đẹp luôn. Sơn nguyên bản, nguyên zin. Bà con nào dự ý và thích hợp, alo trực tiếp ông ba em nghe, để ông ba em nói rõ hơn về cái thằng này. Em thì máy phát điện từ xưa giờ em không có chuyên, nhà có gì thì bán đó, tình trạng còn đẹp còn ok thì em qua em bán luôn cho cô chú anh chị mình. Con này hiện tại bây giờ giá có mười mấy triệu nha cô chú anh chị. 220V, 1500 tua, 20 kPa. Điện con này 2 pha nha cô chú anh chị nha. Giá 13 triệu cho bà con mình thôi. Đó, hôm nay nhà em có một cái củ phát nè. Là 20kg không bà? 17kg. 20 kPa khoảng 17kg điện nha cô chú anh chị. Coi như cô chú anh chị mình có cần cái dòng này nè. Nhà muốn biết rõ hơn liên hệ trực tiếp qua ông ba em. Ông ba em báo cho cô chú anh chị mình rõ hơn. Còn mấy anh em thợ á, nói vậy thì chắc mấy ảnh biết rồi. Đây hả ông ba? Đâu ông ba mở cho con nghiến cái. Đây. Này hả? Hai con, đây con. Đây. Nè, cho mấy sư huynh coi. Sư huynh nào cần xài cái này thì alo cho ông ba em, giá rẻ dữ lắm rồi nghe. Có 13 triệu à. 20 kPa ông ba em nói tầm khoảng 10 mấy ký. Nghe lẽ chưa, ông ba em nói là chưa có dùng ở Việt Nam nha cô chú anh chị. Ở trong mới tin à. Đã lắm rồi con. 13 triệu thôi. 13 triệu cho mấy anh thợ. Cho mấy anh thợ về cái phát điện tầm 17 ký điện á. 2 pha 220V, 1500 tua. Đó. Có con củ phát nè. Lâu lâu lên cái củ phát cho cái anh nào xài á, mấy anh thợ nào cần đấu cho khách được này kia thì lấy con này. 13 triệu giá thợ nha. Rồi, dạ thích hợp alo chủ. Rồi bây giờ em ra cho bà con mình coi lại cái cumin trắng nhà mình nè. Cumin trắng nhà mình thì 550 ngựa, 3400 tua, USB 6.7. con này thì cô chú anh chị mình lắp đặt xong đi. Ở đây em với mấy anh em xuống xếp map chạy trực tiếp cho cô chú anh chị. Con này thì thích hợp cho các sư huynh sử dụng tốc độ vỏ composite để bao sướng luôn nha. Con này thì trên thị trường thì tên tuổi của nó đã có rồi, tên tuổi của nó trên thị trường có rồi cô chú anh chị. Em quay cho bà con mình tham khảo ngày hôm nay thôi. Đó, chút xíu nữa em gọi lại cho bà con ha. Nhà có gì bán đó. Còn cái củ phát 20 kPa giá 13 triệu, một cái cumin trắng 550 ngựa, 3400 tua, luôn cả số luôn, bảo hành 6 tháng, bao chạy khu vực miền Tây cho cô chú anh chị mình. Ở xa thì có gì cứ liên hệ để em coi em tính toán như nào cho cô chú anh chị mình ha. Con này thì tình trạng đỉnh lắm, mới luôn, mới tinh, 1 tấc 07, 4 van, máy điện nha cô chú anh chị nha. Dòng máy điện này cô chú anh chị mình sợ là không có phụ tùng thay, khó xài. Dạ không có đâu cô chú anh chị, mình vô xài một cái đi, tới già luôn chưa gớ tới nó nè cô chú anh chị, sướng lắm. Thôi bà con mình thấy dự ý được cái gì thì alo cho ông ba em, nhà có gì bán đó rồi cô chú anh chị ha. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo, và xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày đó. Con này thì giá em báo cho cô chú anh chị tùy theo hộp số đang chạy 2,5 tua nha. Muốn chạy hộp số đồng tua có hộp số đồng tua cho cô chú anh chị mình. Còn cái củ phát 20 kPa mà 17-18kg đó thì cô chú anh chị mình thấy thích hợp á, mấy anh thợ rồi có đấu cho khách á thì mấy anh liên hệ nha, để ông ba em báo rõ hơn cái chi tiết cho cô chú anh chị mình. Con này 2 pha 220V, 1500 tua.
Rồi, ok, tạm biệt, bye bye bà con.